Bóng đi ra ngoài với cú trả giá bóng tốt của Taylor Fritz. Pha bò nhỏ chứng minh được khả năng. Và lại tiếp tục là một lối đánh hỏng nữa của Andy Murray. Break point đang đến cho Taylor Fritz. Và đôi công cực kỳ hấp dẫn giữa hai tay vợt và Andy Murray cũng đã nổi nóng sau khi đánh mất game giao bóng đầu tiên trong trận đấu của mình. Cú trả giao bóng đọc rất tốt đến từ phía Taylor Fritz. Bóng đã không đi qua lưới, game đấu vẫn chưa thể khép lại. May mắn đứng về phía Andy Murray trong tình huống này, một pha bóng chạm mép lưới và leo sang phần sân của Taylor Fritz. Quá đáng tiếc cho Andy Murray, một tình huống penalty cho Andy Murray nhưng anh lại thực hiện một cú smart trong tư thế hơi với và ngửa người ra phía sau. Game đầu đã thuộc về Taylor Fritz. Một pha dứt điểm penalty cho Andy Murray khi mà Fritz đã phải lựa chọn góc đánh trước để phòng ngự. Và cứu bóng vô cùng xuất sắc của Andy Murray, quá tuyệt vời. Và đó là penalty dành cho Taylor Fritz. Murray đã hoàn toàn bỏ sân. Game đấu đã thuộc về Andy Murray. Tỷ số được rút ngắn xuống 3-4 cho tay vợt tới từ Vương quốc Anh. Bóng đã đi ra ngoài, điểm cho Andy Murray với một cú đánh cố gắng đi mở góc quá rộng đến từ phía Taylor Fritz. Bóng đi ra ngoài. Bỏ nhỏ hay đến từ phía Taylor Fritz để phá nhịp của Andy Murray và anh đã thành công.
Tyler Fritz đứng trước cơ hội để có thể giành set point, nhưng Andy Murray đã cứu được set point đó với một cú đánh ép phải. Một pha dứt điểm thành công của Andy Murray. Andy Murray đã đòi lại được break point từ tay của Tyler Fritz. Và Andy Murray đã thắng tiếp tục thêm một game nữa, lên nâng tỷ số lên 6-5. Và passing shot quá tuyệt vời đến từ phía Andy Murray. Một cú passing shot rất khó tin và Tyler Fritz. Không có break ball tiếp theo dành cho Andy Murray trong vòng tie break này. Trận đấu mà Andy Murray đã có những cú bò nhỏ có thể nói là cực kỳ xuất sắc, và cả những cú passing shot nữa. Và đó là điểm winner với cú thuận tay vô cùng tuyệt vời của Andy Murray. Bóng nằm gọn trong tầm tay của Andy Murray. Tình huống bắn lưới của Taylor Fritz thì đưa bóng thẳng vào vị trí mà Andy Murray đang chờ sẵn. Cú giao bóng danh điểm khi mà Taylor Fritz chỉ có thể và game đấu đã thuộc về Andy Murray. Pha bỏ nhỏ lần này của Andy Murray là không đủ khó để đánh bại được khả năng di chuyển của Taylor Fritz. Những pha cứu bóng không tưởng của cả Andy Murray cũng như là Tyler Fritz, nhưng lần này thì Tyler Fritz đã có một cú đánh cuối cùng, là một cú đánh vô cùng thông minh. Và game đấu đã thuộc về Tyler Fritz, tỷ số là 4-1 cho bóng đã đi ra ngoài và lốp bóng không thành công của Andy Murray. Tình huống giao bóng lên lưới thành công của Murray. Tình huống giao bóng cột một thành công của Murray. Anh đã có một cú giao bóng tốt vào góc chữ T. Không có may mắn cho Murray ở trong pha xử lý vừa rồi. Pha bỏ nhỏ không thành công của Tyler Fritz.
Murray không còn. Bóng không đi qua lưới. Murray liên tiếp có những tình huống trả ra bóng hay. Và đá bóng tốt, tình huống sau cộng 1 đã giúp cho Taylor Fritz khép lại game sau bóng vừa rồi. Như vậy là Murray tiếp tục có thêm một game sau bóng thành công nữa trong set quyết định. Một pha xử lý dọc dây rất hay của Murray. Bóng không qua lưới. Lại là một tình huống trả bóng hai xuất sắc của Andy Murray. Bóng đã đi ra ngoài. Điểm A dành cho Murray. Rất dễ dàng cho Murray và như vậy là Murray tiếp tục có thêm một game giao bóng rất thành công nữa trong set quyết định. Một pha phòng thủ hay của Taylor Fritz. Bóng đã đi ra ngoài. Như vậy là Taylor Fritz đã bẻ game giao bóng bản lề của Andy Murray và cũng là game rất quan trọng của set đấu. Pha bỏ nhỏ rất chất lượng của Andy Murray. Bóng không đi qua lưới. Pha bắt vô lề quá tuyệt vời của Taylor Fritz. Và như vậy là trận đấu đã khép lại. Taylor Fritz đã hoàn tất màn lưới ngược dòng.